Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2022. Thì Vũ giới thiệu bán miếng đất nền nhà ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì giờ Vũ quay tên đường đi từ tên chợ là đi lên miếng đất để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Giờ Vũ bắt đầu dẫn cô chú anh chị và các bạn đi lên xem miếng đất nha. Ngay đây là ngay chỗ chợ, ngay ngân hàng Sacombank Bình Đại. Thì sáng hôm nay là trời nắng quá đẹp nha các bạn. Đây là ngay đầu chợ Bình Đại. Thì chợ Bình Đại thì có hai bên, một bên là chợ thực phẩm, một bên là hàng bách hóa. Đây là ngay chỗ ngân hàng Đông Á nè. Đây là ngân hàng Nam Băng. Đây là ngay Bách Hóa Xanh Bình Đại. Đây là ngay chốt đèn xanh đèn đỏ ngã tư. Hướng tay phải là hướng ra cảng cá Bình Đại, còn quẹo trái là vô chùa Đông Phước. Còn đi thẳng đây, đi lên Bình Thới, đi lên mấy xã trên, đi lên Châu Thành, đi lên thành phố Bến Tre nha các bạn. Đây là ngay bưu điện của huyện Bình Đại. Thì cái khúc đường này là giờ giá đất rất là mắc nha các bạn, khoảng 1 tỷ 1 mét á, 1 mét ngang á nha các bạn. Ở đây là ngay chỗ quán cà phê Trúc Đào nè. Ở đây thì có nhiều cửa hàng buôn bán lắm. Ở đây thì có điện máy xanh Bình Đại nữa nè. Ở đây là shop FPT. Đây mé tay trái của Vũ là bệnh viện huyện Bình Đại. Con đường Vũ đang đi đây là đường tỉnh lộ 883, giờ đổi lại là quốc lộ 57B. Đây là ngay ngã ba, quẹo tay trái là vô chỗ Miễu Bà Nhật, vô nhà hàng Tre Xanh, vô khách sạn Bình Đại. Ngay đây là ngay khách sạn 33. Rồi kế bên là trường tiểu học thị trấn nha các bạn. Mà bây giờ đổi tên lại là trường Trần Hoàng Vũ. Ở đây là trường tiểu học Trần Hoàng Vũ nha các bạn. Rồi ngay đây mé tay trái nè, ngay chỗ cháu Phát Đạt nè, là đầu đường quẹo vô cái miếng đất để bán nha các bạn.
Rồi kế bên đây là có tiệm điện Thuận Phát nè. Ở đây là chỗ quán cơm đỉnh nè. Kế bên đây là có nha khoa Sài Gòn Tâm Đức nữa nè. Còn các bạn đi thẳng đây đi lên Bình Thới, đi lên bến xe Bình Đại nha các bạn. Rồi miếng đất này là nằm ở sau cái dãy nhà này nha các bạn. Rồi mình đi vô đường này nè. Đó, đường ngay quán cháo Phát Đạt nè. Kế bên đây là trường tiểu học rồi nha các bạn. Đó. Đây là chỗ bán đồ cho mẹ bầu với trẻ sơ sinh nè. Tay trái là trường học, đây là quán cháo Phát Đạt nè. Đây là cổng sau của trường tiểu học nè. Đây chỗ này là bán bánh đồ ăn cho học sinh. Con đường này mở ra chắc cũng 4-5 thước à. Tới đây là cái ngã tư nha các bạn. Các bạn quẹo tay trái là ra ở chỗ khách sạn Bình Đại, ra ở chỗ nhà hàng Tre Xanh. Còn các bạn đi thẳng là đi vô Miễu Trung Ương, đi vô Thạnh Trị, đi lên Bình Thới, chỗ nào cũng được luôn. Đây nói chung là cái đường này đi rất là nhiều chỗ, nhiều hướng để đi. Đây giờ Vũ quẹo tay phải nè. Hướng này á thì các bạn chạy một khúc vô trong kia thì nó cũng có cái ngã tư là các bạn quẹo ra Đất Thánh ngay khách sạn Tây Đô, ngay đường lộ quốc lộ lớn luôn. Còn các bạn đi thẳng thì đi lên nhà thờ, rồi quẹo tay trái thì các bạn đi vô Miễu Trung Ương, rồi đi lên Nghĩa Trang, đi lên nhà thờ, đi nói chung là rất là nhiều đường đi. Đây gần tới miếng đất nền nhà bán rồi nha các bạn. Đây ở ngay trước mặt Vũ đây. Đây cái đường này cũng đang chuẩn bị mở ra làm rồi một khúc đó các bạn. Đó. Đây tới ngay chỗ miếng đất bán rồi nè. Rồi giờ Vũ lên tới miếng đất rồi. Thì trước mặt Vũ mé bên tay phải là con lộ này là ngay chỗ trường học nãy Vũ chạy vô đó. Đó. Còn hướng này á là hướng đi lên chỗ Đất Thánh, rồi đi lên chỗ nhà thờ, đi ra đường quốc lộ 57B được luôn nha các bạn. Thì con đường này đang mở rộng nhưng mà mới làm khúc rồi các bạn. Đó, đây thì có quán cà phê sân vườn đó nè các bạn. Đó. Đây là ngay trước vị trí cái miếng đất nền nhà bán nè các bạn. Đó, thì từ cái đường đi vô là từ mé hàng rào này qua bên bụi chuối, qua bên đất trống bên đây nha các bạn. Thì cái miếng đất này là diện tích là 4.000 mấy, gần 5.000, là gần 5 công nha các bạn. Bây giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha, vô xem miếng đất nha. Đó, ở trong đó nó cũng có một con đường nữa. Nghĩa tông này các bạn mua miếng đất này là mở nhà trọ hoặc là
quán cà phê, quán ăn cũng sân vườn. Quá tuyệt luôn các bạn ơi. Trong này cũng có con đường nữa nè các bạn. Đó. Con đường này là cũng đó là dòng đi ra ngay cái lộ nãy Vũ chạy vô các bạn, để Vũ quay vòng cho các bạn xem ha. Đó, trên đó là lộ Vũ để xe đó. Đó, đây là dòng cái khu vực miếng đất này. Đất ở đây là đất cát, đất dòng nha các bạn. Ở đây là nước ngọt. Rồi này nền là cũng lên rồi bằng mấy cái nhà của người ta ở đây nha các bạn. Rất là rộng luôn. Nó trước cái nhà trắng đó là chỗ xe Honda Quỳnh Thành đó nha các bạn, trên quốc lộ á. Đó là hướng mé bên tay trái Vũ nè. Rồi giờ Vũ quay mé hướng mé tay phải cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Ở đây mà các quán cà phê sân vườn hoặc là nhà trọ khách sạn cũng rất là im nha các bạn. Đường đi vô thì có rất là nhiều đường để đi vô luôn. Đấy, Vũ đi lại đằng đầu đất này cho cô chú và anh. Cô chú anh chị và các bạn xem và tham khảo nha. Giờ đất ở thị trấn kiếm cái đất rộng này cũng khó các bạn, giờ không còn nữa. Đây là tới cái hàng rào. Đây là diện tích gần 5.000 mét nha các bạn, gần 5.000 mét vuông. Nó từ đầu này dài ra đầu đẳng rất là xa. Bên này thì giờ đất này thì cái lên nền cũng không có tốn nhiều đất nha các bạn. Còn nước ở đây nước ngọt, các bạn có thể là khoan giếng là mình xài luôn, khỏi cần vô cái nước cung tên luôn. Quá rộng luôn.
Cái này đất này thì có ranh có trụ đồ rõ ràng hết nha các bạn, là sổ đỏ chính chủ. Ở đây mé trước là quán cà phê nè. Vũ đi thẳng thẳng cái cho cô chú anh chị và các bạn xem ha, xem tham khảo. Cô chú anh chị và các bạn mà có mua thì liên hệ chính chủ để dẫn lên đây xem rồi thương lượng giá luôn. Miếng đất này là 4.000 mấy, gần 5.000 mét vuông, giá bán là 18 tỷ, có thương lượng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì chủ quay tham khảo, cô chú anh chị và các bạn có mua thì gặp ngay chính chủ để thỏa thuận giá và xem đất luôn. Ở đây các bạn cất mấy dãy nhà trọ luôn. Đây làm sân bóng đá cũng được nữa các bạn. Thì đất ở đây có ranh rõ ràng hết. Ở đây là có hàng rào nè. Bên đây thì cũng có trụ xi măng đồ cắm sẵn hết rồi. Ở đây Vũ nhìn ngược trở lại đẳng đó các bạn, rất là rộng luôn. Cô chú anh chị và các bạn ở gần xa, nếu mà có muốn mua đất thì liên hệ với Vũ, thì tại vì bà con là gửi cho Vũ nhiều đất lắm, đất nền nhà, đất ruộng, đất ao nuôi tôm nhiều lắm cũng có. Cô chú anh chị có mua thì liên hệ Vũ, thì Vũ dẫn đi coi thì không có tốn chi phí gì hết. Nếu mà cứ cần mua đất ở chỗ nào thì cứ liên hệ Vũ, Vũ sẽ chỉ và dẫn đi, hoặc là liên hệ ngay chủ, chủ dẫn đi luôn. Nhiều lắm, đợt này bà con gửi cho Vũ nhiều miếng đất lắm. Bà con có mà mua đất thì nhớ liên hệ Vũ, Vũ dẫn lại gặp chính chủ thương lượng mua bán luôn à. Rồi cái người mua không có phải tốn gì hết, tại người ta thấy chủ đất á, mà thấy Vũ đi chỗ này chỗ kia nhiều á, rồi cái chủ đất nhờ Vũ giới thiệu chỉ bán giùm đó. Đó, giờ Vũ trả ra nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, đây là Vũ đứng giữa miếng đất nè, quay vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Rồi Vũ xin nhắc lại là diện tích miếng đất này là gần 5 công, là 4.000 mấy, gần 5.000 mét vuông. Đó là giá bán là 18 tỷ, có thương lượng, gặp ngay chính chủ luôn. Rồi giờ Vũ đi ra luôn. Đây là đường đi ra rất là bự rộng luôn. Thank you.
Rồi. Ngay trong này cũng có một cái đường đi ra. Đây đường trong này cũng 3-4 mét. Đây là đường đi ra nha các bạn. Rồi Vũ là ra gần tới đường lớn rồi nha các bạn. Rồi hướng tay trái của Vũ là đi xuống khách sạn Bình Đại, nhà hàng Tre Xanh, thì ra trường thị trấn, ra quốc lộ luôn. Còn hướng tay phải là đi lên hai nhà thờ, ra chỗ Đất Thánh, ra chỗ khách sạn Tây Đô luôn. Đây là đường này nha các bạn. Đó, đây cũng có quán cà phê, rồi nhà bà con ở đây cũng rất là đông. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Vũ xin kết thúc cái video.